Bảo hiểm xã hội, Việt Nam đã thông báo về tình hình thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên, học sinh sinh viên. Theo ông Đinh Duy Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý Thu sổ, thẻ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nhờ vào sự hỗ trợ của toàn bộ hệ thống chính trị, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đã tăng dần qua các năm và tiệm cận mục tiêu bao phủ 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Tỷ lệ này đã tăng hơn 17% trong khoảng thời gian 10 năm, đạt trên 97% vào năm học năm 2022 đến năm 2023. Nhiều địa phương như Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình đã đạt tỷ lệ bao phủ 100% học sinh sinh viên với thẻ bảo hiểm y tế. Số lượng học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế không ngừng tăng qua các năm, cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của học sinh sinh viên và phụ huynh. Hiện nay, phần lớn phụ huynh đã chủ động tham gia bảo hiểm y tế cho con em mình ngay từ khi các con đang khỏe mạnh. Bên cạnh đó, quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên cũng được mở rộng và chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao, điều này càng làm tăng tính hấp dẫn của bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả cho nhiều học sinh sinh viên mắc các bệnh nan y như suy thận, ung thư, tim mạch với chi phí điều trị từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên từ ngân sách nhà nước cũng đã khuyến khích sự tham gia.